Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là cái cách quản lý cái mật khẩu khi mà các bạn là lướt web trên cái trình duyệt Google Chrome. Thì đây là một cái trình duyệt khá là phổ biến và thế này thì nó có cái tốc độ lướt web cũng khá là nhanh và được hỗ trợ rất là nhiều. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách mà lưu mật khẩu trên đối với Google Chrome, cách quản lý mật khẩu thì để các bạn khi mà các bạn đi đâu các bạn vẫn có thể sử dụng cái mật khẩu mình đã lưu, không cần phải nhập lại nhiều lần. Thì để sử dụng được cái tính năng này thì đầu tiên là các bạn vào phần cài đặt, sau đó chúng ta sẽ đăng nhập vào Chrome. Thì các bạn sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google của các bạn. Nếu bạn bạn nào chưa có thì chúng ta có thể tạo một cái tài khoản. Và sau khi mà đăng nhập thì sẽ hiện ra một cái cửa sổ là bạn đã đăng nhập và bật đồng bộ hóa thì chúng ta ok để bật cái tính năng đồng bộ hóa. Đấy thì có một số bạn thì đã đăng nhập vào Google Chrome trước thì có thể là các bạn sẽ có một số những cái lỗi nhỏ trong cái quá trình mà cập nhật. Thì nếu như mà các bạn mà gặp khó khăn trong cái việc mà đăng nhập này và cái việc mà lưu mật khẩu thì các bạn nên xóa xóa đi cái lịch sử. Đấy, các bạn vào đây các bạn xóa hết cái dữ liệu web đi và chúng ta cài đặt lại từ đầu. Đấy. Các bạn tích hết vào những cái mục này, sau đó chúng ta xóa dữ liệu đi. Thì đây là đối với những cái trường hợp mà các bạn mà bị lỗi không thao tác được. Và khi mà đăng nhập xong thì cái trạng thái đồng bộ hóa này đã đang bật. Đấy, các bạn vào cái trạng thái đồng bộ này và chúng ta chọn đồng bộ những cái mà chúng ta cần. Giả sử như các bạn nếu mà các bạn muốn đồng bộ tất cả những cái mục này thì các bạn sẽ để nguyên mục là đồng bộ hóa mọi thứ. Còn các bạn chỉ muốn đồng bộ một số cái thì các bạn sẽ tắt đi. Bật chỉ để lại những cái mà các bạn dùng thôi. Chẳng hạn như mình sẽ chỉ để lại tắt đi, mình sẽ tắt đi cái chủ đề hình nền tab đang mở thẻ tín dụng, mình sẽ tắt hết đi và chỉ để lại một số như đánh dấu trang lịch sử mật khẩu cài đặt. Và bên dưới cùng này các bạn có thể đặt các kiểu mã hóa, tức là cái kiểu để bảo mật, thêm một cái bước bảo mật khi mà các bạn muốn đồng bộ hóa này. Các bạn có thể đặt mật mã trùng với lại cả cái tên người dùng Google, hoặc là các bạn đặt thêm một cái lớp nữa, một cái lớp mật khẩu chuyên dành cho cái việc để mở, để lấy cái tính năng đồng bộ hóa này. Đấy, thì các bạn có thể chọn vào đây, sau đó các bạn tạo mật khẩu mới vào đây, sau đó chúng ta ok lưu. Đấy, thì mình vẫn sẽ dùng cái mật khẩu của tài khoản Google để đồng bộ hóa. Đây là phần cài đặt. Mình sẽ thêm một cái nữa. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử truy cập vào một trang web.
Và khi mà các bạn đăng nhập vào một trang web thì Google Chrome sẽ hỏi các bạn là có lưu mật khẩu không. Thì các bạn có thể là tùy tùy đối trang web các bạn muốn lưu hay không. Nếu có thì các bạn ấn là lưu. Đấy. Còn giả sử như các bạn muốn chẳng hạn như các bạn lỡ tay ấn vào nút không bao giờ thì các bạn vẫn sẽ có thể khôi phục được. Thì nếu như trường hợp các bạn ấn nhầm thì các bạn vào phần quản lý mật khẩu. Đây là tên tài khoản và mình đã vừa mới lưu xong. Thì đây là trong phần quản lý mật khẩu sẽ hiện ra này. Các bạn có thể xóa đi. Đối với những cái trang web mà các bạn ấn mà không bao giờ thì nó sẽ hiển thị ở đây. Thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ đi. Bỏ đi ở trong cái mục này. Để đối với những trường hợp mà các bạn ấn nhầm mà nút không bao giờ, không lưu mật khẩu. Thì, hiện tại là mình đang đồng bộ hóa với tài khoản này. Bây giờ mình sẽ thử đăng xuất ra. Mình sẽ xóa đi tất cả các thiết lập này. Hiện tại là đang không có tài khoản nào. Thì như các bạn có thấy là các cái thiết lập lúc nãy mình đã tạo ra, mình đã cài đặt thiết lập ở cái chế độ thứ ba, nhưng mà khi mình thoát ra cái thì mọi cái thiết lập đấy nó sẽ xóa hết, nó sẽ về mặc định hết, và mục quản lý mật khẩu mà chúng ta đang không có thì lúc nãy mình đã lưu mật khẩu, và khi mà mình đã thoát ra từ đây sẽ không có gì. Mình sẽ thử thoát ra lại. Bây giờ mình sẽ đăng nhập lại. Đăng nhập xong thì các bạn ấn OK để đồng bộ hóa. Và các bạn có thể thấy đây, khi mình đã đăng nhập xong thì thiết lập nó sẽ quay trở lại những cái gì mà các bạn đã thiết lập từ trước. Và phần mật khẩu cũng thế. Và đây là những cái gì mà mình vừa đã lưu. Thì nó vẫn đều giữ lại hết đây. Thì mình sẽ thử thoát ra vào lại. Đây khi mình tắt đi bật lại thì nó sẽ load lại, vẫn sẽ load lại những cái thông tin mà mình đã lưu từ trước ở trên cái tài khoản này. Thì trên đây là một số những cái thao tác cơ bản giúp cho các bạn có thể đồng bộ được mật khẩu của mình trên Google Chrome. Chúc các bạn thành công.